Mới đây tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ, từ Đại hội 13 của Đảng đến nay, dấu ấn lãnh đạo kinh tế của Đảng được ghi nhận và thể hiện thông qua cương lĩnh, chiến lược và văn kiện chính thức của Đại hội, cũng như các nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Ban tổ chức đã nhận được 50 bài tham luận tập trung phân tích, luận giải, làm rõ hơn nhiều vấn đề quan trọng về những kết quả đạt được và những khó khăn, trở ngại trong từng lĩnh vực trong việc thực hiện các nghị quyết về kinh tế qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13. Tại diễn đàn, các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương, các chuyên gia đã trao đổi đánh giá việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.